Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Tâm Vlog. Hôm nay em với anh Đạt đi một chuyến về Tân Phú Đông thì có một cái chiếc ghe tầm khoảng nếu mà chở hết tải nó tầm khoảng 10 tới 12 tấn. 10 tới 12 tấn nhưng mà tải của nó thì chú em nói là tầm khoảng 8 tấn. Ngày mai em sẽ lên clip cho cô chú anh chị. Và cái chiếc ghe tâm bản máy Nissan 4 máy thủy thì em đã vừa mới bán xong rồi. Đa tạ cô chú anh chị luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn anh ruột theo dõi và ủng hộ em chiếc ghe tâm bản Tân Phong máy Nissan 4 nha. Cảm ơn mọi người. Ngày mai là em lên nick YouTube của em. Một con ghe tầm khoảng 8 tới 10 tấn nha. Ngang 2m3, con đó thuộc dạng siêu phẩm, siêu đẹp luôn, giá cũng rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Em với anh Đạt mới đi xong ngày nay. Ngày mai em sẽ lên clip cho mọi người. Đi gửi xe thấy mẹ luôn á. Cái gì chú nói gì? Đi gửi xe thấy mẹ luôn. Lũi xình luôn. Rồi mọi người, ngày mai em lên chiếc đó, mọi người thấy vừa ý thì liên hệ số điện thoại của chủ nha. Của chú em. Ghe nó đẹp lắm mọi người, cực đỉnh luôn. Xuống dưới chơi thì ổng thấy vậy ổng kêu bán luôn. Và chiếc ghe kia thì em bán rồi. Tâm bản Tân Phong Nissan 4 đã bán. Đa tạ cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Xem kênh, bấm nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông cập nhật những mẫu ghe mới theo ngày tháng nha. Cảm ơn, tạm biệt.